đây là mặt trước đi lên đẹp thì mặt trước của sản phẩm này so với cái con F52 thì nó chưa có nhiều khác biệt lắm. Nó cũng tương tự nhau đấy, nó có mấy cái nút chỉnh như là này. Đây là phần music chính là bass trap. Bass trap, trung và trap của music chỉ 3 nút đơn giản. Bên phần mic thì cũng 4 nút. 1 5 nút, 1 nút trong hú ở đây. Mình nhấn vào thì nó sẽ trong hú tốt hơn. Mở ra thì nó không có trong hú lại, nó không có chức năng trong hú. Đó, thì cũng 3 giải tầng là bass giữa với trap của cái mic và một cái chỉnh cái rà tần số sóng trong hú sai thôi. Rồi tương tự bên đây là mic volume, mic 1, mic 2, mic 2, mic 3 chỉnh chung một cái. Bên đây là chỉnh hiệu ứng. Mic 2, mic 3 chỉnh chung một cái. Bên đây chỉnh hiệu ứng. Delay reverb với kia. Mod. Còn đây là mặt sau của CAVS F7 nè. Thì mặt sau là điểm khác biệt nhất nhiều hơn so với con F5. Nó khác biệt là nó cổng output, nó có một cái cổng bus này. Super nó ra sub được bằng cổng canon. Ngoài ra nó có thể ra sub bằng cái cổng AV. Ngoài ra nó có thể đánh lên sprout bằng cái cổng AV. Đây là những cái điểm khác biệt mà con F5 chưa có. Đó, và tương tự bên kế bên là chỉnh volume. Volume của bass và volume của sprout. Vì sao thì có thêm một cổng mic thứ ba là cái mixer này có 3 cổng. Kế bên nữa là cái cổng optical. Còn input thì cũng có 2 cổng như bên cái con F5000. Mình lấy con F7000 này thì về cổng kết nối nó hơn cái phần bass và hơn cái phần sprout so với con F5000. Rồi, cuối cùng tổng kết lại sản phẩm thì Vũ đánh giá cái con F7000 này nó hơn cái con F5000 là một số cái điểm, như là nó có thể ra nhiều cổng hơn, cũng sub, cổng sprout. Nếu là anh chị muốn xài thêm những cái cổng đó thì nên mua con này. Thì con Vanker này tổng tính năng nó là hai điểm Vũ đánh giá con này hơn so với con F5000. Còn lại về nhạc, về phần chỉnh mic, về âm thanh thì Vũ đánh giá hai con có tương đương với nhau. Ngoài ra thì con F5000 Vũ thấy cái mặt trước nó là mặt nhôm kính hết, mặt nhôm hết. Còn cái này mặt trước nó có phần nhựa, nó kém sang đi chút. Thì đây cũng là một cái phần anh đánh giá trong quyết định mua hàng của các bạn.